Nè mà thấy không, tao nói rồi, nó cứ nó chọc mày nè, nó cầm cái máy luôn á, sẵn luôn á, có quay đâu. Em biết đâu chị nghe lại đó. Chị tại chị không biết, chị đã xin lỗi rồi, xong rồi nó khóc nghe hoài à. Em không biết đâu, chị nghe lời nó chị không vậy. Chị gánh chị nghe lời nhỏ rồi nó đi theo mọi, nó có biết gì đâu mà chị nghe lời nó. Thôi nín đi, xin lỗi mà đó, người ta không cố ý. Phải như chị biết á, là nó tai hại vậy mà nó vậy thì chị đâu có làm đâu. Anh chị vô nè. Ôi anh mồi vô kìa, đừng khóc nghe nó. Ôi anh mồi ông cười sao bây giờ nè. Tội nhau. Thằng Tài á, cho con tiền uống nước đá á, cái nó khóc vậy á. Khóc hay khóc nghe. Lại sao? Chuyện gì? Anh mời chứ còn cái gì, anh mời số thằng Tài đúng không? Kìa cho uống nước đá nữa. Là sao? Chuyện gì vậy? bổ dưỡng, mày cũng có cái gì bổ dưỡng em đâu. Mày cũng khờ. Mày ba lớn. Hết chuyện mày nghe lời thằng Tài. Tự nhiên cái mày hết chuyện mày chơi rồi mày nghe lời thằng Tài xuống cho con tao uống nước đáy. Giỡn cái vừa phải thôi. Thì không biết tôi xin lỗi mà. Tụt đá. Không biết mày bổ. Hết chuyện giỡn rồi. Uống nhiều ít. Số 2 ngậm luôn. Chị lại bắt uống nhiều quá. Ai, mà cái thầy suối hả? Thôi mày sao chị, mày tao tí tao mới về nhà. Thằng Tài chứ chị không biết thiệt, xin thời luôn chị, xin thời. Hết chuyện vô đứa đái mày. Hết chuyện chơi rồi, cũng vậy. Mày xuống vô ngoài hết á. Anh im đi. Thì thôi đi à, chơi cái nào cũng chơi vừa phải, giỡn vừa phải thôi. Có không. Người ta mình... Mà thiệt, ủa sao em chứ kỳ vậy, tưởng nhờ em cho nó đứa đái làm chi vậy. Ủa chị mà. Thôi bớt giỡn. Rốt cuộc là đứa nào? Rốt cuộc là ai ra ý kiến này, ai ra ý kiến cho uống nước đái? Ai Tài. Chị xin thầy, nếu như chị mà ra ý kiến này chị làm cái gì cũng chụp. Nhức đầu á. Nhức đầu á. Nhức đầu á. Mày tới làm gì cái đầu. Cái gì vậy? Ôi. Làm gì quánh tay vậy? Thôi chị vô nước đái mày. Thôi biết rồi. Lỡ uống rồi thôi. Uống thì thôi. Không ai cãi luôn. Lỡ uống thôi. Uống rồi mày cũng nhổ ra được chưa? Mày uống nhiều hết. Mày nói. Mày uống nhiều đâu luôn. Chị vô nước đái mày á. Thầy, chị xin lỗi coi như còn lỗi của chị luôn anh. Nè, chị nữa. Lỡ thôi, chị biết không, xin lỗi. Lỡ không, anh hưởng nó đái rồi, mày đái rồi cho hai con bảo không? Cái gì đó là chú mượn em bưng vô á. Đó, ai cho. Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Cái gì đâu, đó, rõ ràng trên má ơi. Giỡn uống mà mẹ uống không? Em uống đâu uống. Có không, uống mấy em uống nhiều hết. Nhiều, anh mời giỡn quá nè. Nhiều đâu, cái ly. Em đừng có giỡn quá, thấy gì nha. Cái ly có một ít rồi, mày mở lên coi rồi. Lớn mà chị kì vậy. Kêu chị thì mở điện thoại lên cho coi. Cái ly có một chút xíu vậy, mày nói uống nhiều. Không, uống hai ngụm mà dám nói uống nhiều. Cái ly có chút xíu à. Anh kêu nó đái phần nửa thôi, nín lại phần nửa. Kè, mày coi kìa. Nè. Cái ly có một chút xíu. Nè, cô hai. Nè, chị vô nước đái à. Nước đái của mày nè. Chị Thi ơi. Chị Thi. Hả? Cô bán trà xanh không độ không? Có. Bán em đi. Ủa, hàng trà xanh hả? Đúng rồi. Trà xanh, nè. Hai gặp thầy muốn nè anh hai. Nè, tiền nè. Cho em thêm ít muối nữa. Ít muối làm gì nữa cho nổi. Thì uống kiểu mới mà. Ngon lắm. Ủa là sao? Là uống trà xanh bỏ vô trong đây luôn hả? Đúng rồi. Ủa thiệt luôn hả? Thiệt. Lê miếng muối đi. Lần đầu tiên mới nghe nói luôn á trời. Trời, không biết hả? Cái gì?
Từ tổ với kim nó mới, nó trà xanh không độ, bỏ muối cho nội mẹ ơi. Bỏ nước bỏ vô trước cái đã. Bỏ vô đâu? Bỏ vô nước, mà đổ này vô này. Ủa này chị uống đá lạnh mà. Chị uống đá lạnh này cho em đi. Ở đâu sẵn quá ha. Mở im em đi, mở không nổi. Mam nghi chi trí gì mà mở chai nước không nổi, từ từ để chị. Đúng là quý khách đây thì phục vụ quý khách. Bỏ muối nhiều, bỏ muối ít. Muối nhiều ít. Ít nhiều gì? Hả? What the hell? Bỏ đại đi. Gì? Cái bỏ gì? Đại. Uống. Ủa? Mày uống cho nó cho lội con mắt mày ra, mặn lè sao mày uống nổi? Hay vậy? Giỡn á. Có ai bài mày uống này hay vậy? Giỡn á, cho anh. Cho này. Mày cho chi tiền. Thôi, tụi tao đập mày liền cái nhà. Ừ, cho chị đưa xuống đây mua chị chi vậy? Thì ai biết tự nào mày bỏ muối mày lên kia tao uống đúng không? Trời, không phải đâu, đưa lên cho chị tiền uống. Đưa nó uống hả? Tao nó chửi không? Chắc không đâu. Chắc không, nó chửi hàng ngang à. Ê, sao đâu có hàng ngang hoài mà. Chứ như vậy hả? Ăn đi không biết. Âm đi cũng không đọc ghê trời. Ủa chứ không phải nó nghe lợi cậu rồi. Nhớ thở không trời. Thì đại thôi chứ. Giờ chị đem lên cho chị tiền uống nha. Đem lên cho chị tiền uống đi. Ok, đi. Kêu là em nói là nước đáy nha. Đáy hả? Ờ, khai nước đáy. Ừ, dịp cái chai đi. Đưa đó chứ gì. Làm cung quá. Được rồi. Leo đi, ơi, người ta không có, người ta uống không độ, uống không độ, nó khóc, nó mừng quá, nó khóc quá. Mừng hả? Ủa, sao hai đội khóc nhanh dữ vậy? Ủa, thôi, đáng không? Uống không độ, nó dạ? Nhảy dựng. Ủa, dạ? Ủa, dạ? Ủa, dạ? Ủa, dạ? Ủa, dạ? Ủa, cười ngu kìa. Áo tốn 10 ngàn với mày. Ờ, dạ mà, ôi, uống cho mày uống không độ, mày còn la sầm không? Gớm quá vậy. Uống không độ, uống bình thường thôi. Bởi vì người ta không có. Cái đó đáng đại như mấy người cho anh em rồi vậy nữa. Người ta không có uống, nó đi dục xuống này nè, chịu nổi không? Cho mày. Rỡ mày đi vớt cái, mày đi vớt cái ly lại cho tao nè. Vớt cái ly lại cho tao. À, còn cho nhỏ chi. Ủa, đi cho anh qua cho lại. Chị á, chị về lộng cái ly lại cho tao. Cho nó uống chai không độ 10 ngàn đó còn lại. Anh mời nói nữa, em hỏi chuyện chơi á. Chơi gì? Nó đè đầu em mà. Vậy đè. Ủa em bị khùng luôn á. Ai bị chị khời? Uống không độ. Ai uống đáy mày. Mà sao mày nói nước đáy? Uống không độ mà mày nói nước đáy hay vậy? Bà thầy kêu nước đáy đây. Ủa chị nói nào? Uống vậy không độ nó ngọt mà. Gớm nó lợ nó mặn mặn kiểu gì á. Ủa nhưng mà thầy đó. Cho mấy muối vô. Thì sao mấy muối vô uống cho nó ngon. Ê nó mặn hay là do ông Tài rồi nó hút một nắm muối thì cứ ít thôi. Nó hút cho một chén. Ôi em hút có một miếng rồi nha. Chén nào chén chắc uống được á. Mày gì vậy chơi? Nói đó. Sợ. Chắc sợ. Về nhà chị ấy, đi về trốn như nhà em đó à, mày nghe rồi không? Mùi mốt không chị em vậy tao á. Sao không chị em? Giỡn chút là làm gì ghê vậy? Giỡn mà giỡn mà cái nên giỡn. Chứ mày ghẹo người ta cái mặt mày cười hết à, ừ. Mấy bữa mày ghẹo chị thì sao? Cái mặt mày cười hé 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 hé. Nó cười ở bên làng nó còn nghe luôn á. Bao nhiêu cái má này. Nó mà ghẹo người ta coi nó cười. Cười như con dê vậy. Lát lại cười. Trời. Quê mặt như được. Quê gì quê? Quê ô. Tốt ly cà phê bay mọi người hết quầy mày. À, mày ơi, lần nãy quýnh mày chiếc dép tao đâu rồi? Ủa chị quýnh em chiếc dép đâu chị tự biết chứ. Trời mất chiếc dép 10 ngàn quầy nha. Ghê không? Chiếc lại mua 10 ngàn đôi nữa hết. Tại sao mày mua rẻ vậy? Ê con bướm số mấy? Mày mua rẻ. Nãy giờ con bướm động mấy lần vậy? Nhưng 19 nha. Ê mẹ mày á. Dù mẹ bay đâu tới đây chứ. Ừ, đâu bay tới đây. Mẹ mày đi theo mày nè. Phải không vậy? Ừ. Ủa thiệt luôn hả? Ừ. Mẹ ơi, phải mẹ em mày đậu vai con. Cái gì vậy? Mới thấy ai? Đậu đậu anh Mười kìa. Mới thấy cái bóng đứng rồi đây nè. Đâu nó gì anh Mười? Mới thấy ai? Thôi thôi, đụ mẹ mày, đụ mẹ mày cái bóng vậy. Anh Mười ơi là anh Mười. Đụ nè. Ôi thiệt cũng vậy. Ê con. Ôi. Nó nói là mẹ nó đi đâu là mẹ nó đi theo đó. Thiệt cũng hả Tài? Ừ. Cái mày ghê vậy mày? Ơi nhìn ra nó nằm mơ là mẹ nó nói với nó là nó đi đâu là mẹ nó đi theo đó. Anh mới thấy thốn đây nè. Gì chứ mới xong ra rồi nó nghe ghê trời. Anh mới thấy thiệt luôn á. Mẹ đi mẹ có gì đâu. Ủa có gì đâu mẹ.
mẹ đâu vậy mẹ, giờ mẹ. Ừ đúng rồi. Mẹ. Sợ quá. Đi về không? Mày ghê ghê. Cái gì nó gì hằng cái thằng quỷ này đừng có ghét nữa được không? Jesus Christ, great.